Xin chào toàn thể anh em nhé, lại là em Tuấn Hải Dương đây ạ. Lâu lắm rồi em mới tuyển được một em hàng cực kỳ ok chất lượng cho anh em nhé. Anh em cũng thấy dạo này gần như em Tuấn không nên mấy clip stream nó có tuổi lồng rồi anh em ạ. Vì thực sự dạo này mua của dân nó hơi khó, vì giờ ít lắm rồi anh em ạ, mua nhiều giờ ít rồi anh em ạ. Đây, hôm nay em mua được con hàng cực kỳ chơi như một cái máy luôn anh em nhé, cực kỳ siêng chén luôn anh em ạ. Con này thì người ta mang từ trong miền trong ra anh em ạ, chim thì bộ chung thôi anh em nhé, tông giọng cực kỳ hay anh em ơi. Con này căng lắm anh em ạ, vừa em đi đường vừa xách đi vừa ché luôn anh em nhé. Anh em về chăm khai thác thêm cực kỳ ok luôn cho anh em ạ. Em Tuấn vừa về nhà em test luôn cho anh em đây. Anh em thấy ché cực kỳ rát luôn anh em ạ. Này nét chơi nó như một cái máy luôn anh em nhé. Anh em nhìn bộ chung chung chim ơi, nhưng mà nó chim nó rất là săn chim anh em ạ, mà cỡ màu cui thế anh em, cực kỳ săn chim anh em nhé, yếm đậm sâu anh em nhìn chưa. Con này lết chơi của nó là dê cầu và đảo cầu anh em nhé, chơi chạy đều các mặt luôn anh em ạ. Con này hay dê cầu lắm anh em, nên được cực kỳ ok luôn anh em nhé. Tông giọng hay, con này tông giọng lên đến 567 đấy anh em ạ. Nói chung là nó là con này thì nó là chim miền trong anh em ạ. Con này được tầm khoảng 2 vụ anh em nhé, 2 vụ hơn 2 vụ một tí thôi anh em ạ. Đây anh em nhìn, chơi nạt cầu rồi. Đấy anh em chưa, đảo cầu cực kỳ đều nhịp luôn anh em nhé, ché rát luôn. Con này càng chơi càng chết đè anh em nhé. Con này chơi nó đối thủ mà để nó đè cho con này đè cực kỳ khiếp luôn anh em ạ. Anh em nào kết thì cứ liên hệ trực tiếp cho anh em nhé, giao lưu anh em với con này với giá là 5 triệu anh em ạ. Anh em về chăm khai thác thêm thì quá là ok luôn anh em nhé. Nét chơi cực kỳ ok, nhạy chế anh em ạ. Anh em nên nhìn nét chơi mãn nhãn luôn, chơi như một cái máy luôn anh em nhé. Quả tốc độ luôn anh em ạ, đây, lực bền lắm anh em ạ. Đây, anh em nhìn chơi cả lật cầu cả dây cầu luôn anh em nhé. Anh em kết thì cứ alo trực tiếp này. Con này về anh em mà có lồng sinh, trăm lồng sinh con này quá hợp luôn anh em ạ. Con này không một tật lỗi nhỏ nào đâu anh em nhé. Anh em về trăm nửa thêm sâu dế mồi tươi các thứ thì quá là ok luôn anh em ạ. Hàng chơi cực kỳ ok luôn cho anh em nhá. Nên đánh gọi là mãn nhãn luôn anh em nhá. Đấy, săn chim cho anh em nhìn con chim nó săn chim không? Quá khiếp luôn anh em ạ. Anh em kết thì alo trực tiếp luôn nhá.